mọi người, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ đi câu và bằng cái mồi rất đơn giản thôi. Đây, Phú Thành. Thế hôm nay mình thử câu bằng mồi Phú Thành số 7 và số 9 anh em ạ. Đây, đây số 9 này. Đây mình sẽ quay cam trước cho anh em xem. Đây anh em, mồi Phú Thành số 7 và số 9 trộn lẫn với nhau. Cá mới thả thì mình sẽ đánh đậm số 7 hơn. Số 9 mình sẽ cho giảm số 9 đi. Còn nếu mà cá thả một thời gian tầm 5-7 hôm mà nếu mình đến câu thì mình sẽ trộn một gói nọ một gói kia, 11, số lượng 11 mọi người nhé. Thì tí mình giao hồ thì mình sẽ câu trực tiếp bằng mồi số 7 và số 9 này. Hôm nay thử câu bằng mồi số 7 số 9 em giao mọi người nhé. Xuống. Xuống. Các con về rồi. Ui. Ai à? Con gì đây? Con gì đây? Ngay à? Ai da. Khỏe phết đấy. Không đùa đâu. Này này. Ai da, xé nước luôn. Ai à. Ai à. Bé bé. Vài cân. Chép. Ai à. Vẫn chưa gọt được. 4,5 dạ. Khó lên ấy. Nó cứ chúi vào trong người này. Ai à. Cứ chờ chúi ở trong bờ nhỉ. Ôi xa. Lên đi. Mỏi cái tay. Mỏi cái tay mẹ. 5H. Mỏi tay quá. Ơ mẹ con này. Khó thế. Vướng ô nhỉ.
mỏi hết tay rồi. Ui mỏi cứng tay này. Ui rồi ra đây là bành này này. Ôi da. Mệt đi. Mệt đi. Ây da. Bé thôi mà. Bé chép đẹp đúng không? Rồi. Ui ôi mỏi hết cả tay. Ôi con này bé. Bình thường thôi. Bình thường. Ui ui đeo cầm cái cân thật rồi thì khó. Tê cánh tay. Dậm dậm dậm. Để đi. Xuống. Xuống nè vào. Xuống. Mẹ nó nhún nó bỏ luôn. Sợ cả bé các bạn. Có tâm nha, có tâm còn chép 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 vay còn chép ấy, không phải cả bé đâu, chép chép còn bỏ cứ tâm vào phát là ăn. Còn một bãi rộng luôn, anh em nhìn thấy dài không? Ở cái máy cam kìa. Nhìn dành họ tắm giữa phao luôn. Tắm được thín thế mà không, 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 không ăn đi. Đang cuốn quanh, quanh ngộ hơi đời hỏi. Xuống. Sớm mọi con này phải lên. Đây rồi. Đó. Xuống dẫu rồi nhìn thôi. Bé. Anh em ơi. Bé bé bé. Chép bé tẹo. Không to. Chép 5 lạng này là chuyện gì. Đẹp thế mà cô bồng bé. Ui dồi ôi, bé tí. Con này không uy tín rồi. Xuống nghe. Vâng. Ăn ăn bỏ luôn nha. Xuống. Xuống đẹp. Oh.
đấy. Ai à, ai à, ai à. Anh Thúy ơi, anh Thúy ơi, cao anh vào phát. Đéo lừa thế nhở. Cả bố nhận. Đen. Bố con Du Phi đóng người tao chạy khỏe thế. À, thôi chưa. Du Phi đèo mẹ cái tẹo vào kìa. Chỗ này câu hay được Du Phi đâu. Cô mông kia làm đi cũng đang câu hòn nhưng này nhỏ. Ba người đắng. Không có gần tụt à? Còn loại 3 cân chứ. Nó gần tụt à? Gần tụt rồi mất phí. Để vào đấy luôn à? Cho anh chờ cầm ra đấy bây giờ. Đấy nhá. Du Phi được con không? Bé tẹo không?